Dung Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Corolla Atis sản xuất năm 2015. Đây là chiếc Corolla Atis sản xuất năm 2015. Màu đen, các bạn có thể nhìn thấy xe rất đẹp. La răng tăm. Chiếc xe này được sản xuất năm 2015. Đây là thông số kỹ thuật của xe. Bản Corolla Atis G. Đây. Corolla Atis G sản xuất năm 2015. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô của Hải Dương với giá là 585 triệu đồng. 585 triệu đồng cho chiếc Corolla Atis bản G 1.8 sản xuất năm 2015. Động cơ 1.8 thì nó tiêu thụ khoảng độ tầm 8 lít, hơn 8 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp thôi. Chiếc xe này đây, quý vị có thể nhìn thấy đây, đây là nội thất cũng như là thân vỏ của chiếc xe. Xe thì rất là đẹp. Form mới rồi. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Chiếc xe này Dung Audi ô tô của Hải Dương đang chào bán với giá là 585 triệu đồng. Bây giờ quý vị hãy cùng với mình xem chi tiết nội thất và những cái cấu tạo của nó. Thì đầu tiên chiếc xe này nó nổi bật lên bởi vì có 4 la răng tăm rất là đẹp, thiết kế la răng rất đẹp luôn. Và 4 phanh ABS cho hệ thống phanh an toàn. Cái đèn pha đằng trước này này được cấu tạo rất đẹp luôn, quý vị nhìn thấy. Đấy, mặt ca lăng và đèn pha liền một khối. Hai đèn pha và mặt ca lăng liền, mạ chrome liền một khối, cho nên là đem lại cái cảm giác rất là đẹp luôn. Xe này thì nó tiêu thụ khoảng độ tầm đường hỗn hợp thì nó khoảng độ tầm 8 lít, hơn 8 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, ghế chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím. Vô lăng tích hợp bàn phím đây. Đầu CD. Đây là điều hòa tự động. Túi khí. Mặt táp lô bọc da rất đẹp luôn, táp ly kia. Đấy. Với dòng Toyota thì nó về các trang thiết bị nó không được nhiều cái trang thiết bị như các dòng xe khác, nhưng đặc biệt nó được cái máy bền bỉ. Và nó là một cái dòng xe mà nó đi về chất lượng, chứ về những cái trang thiết bị là nó sẽ không nhiều trang thiết bị như những cái dòng xe khác. Nhưng mà về cái độ bền bỉ và ấy thì cái đấy là người ta thừa nhận rồi. Máy của Toyota và các đồ Toyota thì cực kỳ bền bỉ. Đây, số tự động, động cơ 1.8 tiêu thụ khoảng hơn 8 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp, điều hòa tự động, vô lăng tích hợp bàn phím, gương kính chỉnh điện, cục điện, túi khí. Đấy, đấy là những cái mà chiếc xe này thì chỉ có mỗi cái đặc điểm của chiếc xe này ấy, là cái ghế da này nó hơi bẩn một tí, mình chưa vệ sinh. Xe vừa mua về. Xe vừa mua về cái ghế da nó hơi bẩn một tí, cái này thì mình sẽ cho bên dọn nội thất họ sẽ đánh rửa. Bên dọn nội thất 600.000 thôi là người ta sẽ dọn sạch sẽ cái ghế này. Cái ghế này hơi bẩn, chủ xe cũng không giữ lắm, để nó hơi bẩn lem nhem. Một chút nữa mình sẽ cho bên dọn nội thất họ dọn nội thất đi là đẹp ngay. Đấy, táp ly táp lô thì đẹp. Táp lô đây. Táp lô thì rất là đẹp. Đấy, chỉ có táp ly đẹp. Có mỗi cái ghế là hơi bẩn một chút. Đây cái ghế nó thật sự cái ghế được. Cái mắt mình nhìn là mình đánh giá là ghế là bẩn. Phải cần phải thứ nhất là cần phải vệ sinh. Đấy, vệ sinh cái ghế chứ cái ghế bẩn quá. Thế còn về vấn đề keo chỉ thì quý vị hãy cùng mình kiểm tra keo chỉ đây. Đây là chỉ cánh bên phụ. Còn nguyên đúng không quý vị? Chỉ cánh bên phụ là còn nguyên ạ. Táp lô đẹp. Đấy, chỉ cánh đằng sau bên phụ đây. Đây là chỉ cánh đằng sau bên phụ. Cũng còn nguyên. Rồi, cũng còn nguyên ạ. Về phần cốp đít.
Đây. Về phần cốp đít thì sao? Đinh tán hai bên. Đinh tán hai bên còn quý vị nhé, còn nguyên đinh tán hai bên. Đây, đinh tán hai bên còn nguyên. Chỉ cabo, à, chỉ cốp đít. Đây, chỉ cốp đít còn nguyên ạ. Chỉ cốp đít cũng còn nguyên. Chỉ cốp còn nguyên đây. À, về phần cốp thì đây. Đây, quý vị nhìn thấy đây. Đây là lớp sơ cua. Lớp sơ cua cũng còn rất là mới. Xe sản xuất năm 2015, chạy được 3-4 năm rồi. Đây, gầm đây. Cái phần khoang cốp đây, sắt xi đây, nguyên, rất đẹp. Đấy, về phần cốp đít là ok. Tiếp theo là về phần chỉ của bây giờ về phần chỉ của cánh bên đằng sau bên lái thì đây ạ, cánh chỉ đằng cánh sau bên lái cũng còn nguyên quý vị nhé, chỉ cánh sau bên lái cũng còn nguyên. Bây giờ chỉ cánh lái, chỉ cánh lái đây ạ, chỉ cánh lái còn không mất phân chỉ nào, chỉ còn. Bây giờ quý vị hãy cùng với mình kiểm tra cabo, khoang máy, khoang động cơ của chiếc xe này. Đây là chỉ cabo. Chỉ cabo còn nguyên, nắp cabo chưa ra. Xe còn nguyên vết bụi thời gian nên chỉ cabo còn nguyên quý vị nhé. Chỉ còn nguyên đấy. Chỉ còn nguyên. Nắp cabo chưa ra đâu. Đấy. Thế còn đầu răng đây. Với phần đầu răng đây, quý vị nhìn thấy đây. Đầu răng. Được. Chiếc xe này máy zin từ con ốc quý vị nhé, máy còn nguyên zin, chưa mở máy. Đấy. Máy còn nguyên zin. Đấy. Máy zin ạ. Khẳng định luôn là máy zin quý vị nhé. Đây, xem nhìn con ốc kia. Đấy. Đấy, chỉ xe chỉ có vết bụi thời gian thôi, máy móc cực kỳ sạch sẽ và khô ráo, máy số zin, chưa mở máy. Xe chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Đấy là về cái thông số của chiếc xe này. Mình nói lại luôn. Mình xin nói lại luôn, đó là chiếc Corolla Tiz sản xuất năm 2015. Corolla Tiz sản xuất năm 2015. Số tự động động cơ 1.6. À, xin lỗi các bạn. Số tự động động cơ 1.8. Tiêu thụ nhiên liệu hơn 8 lít xăng. Bản 1.8G. Tiêu thụ hơn 8 lít xăng 100km đường hỗn hợp. Số tự động. Xe màu đen. Bây giờ quý vị hãy cùng với mình chạy thử chiếc xe này. Hiện nay DOD của chiếc xe này là 4.2 vạn. 4.2 vạn bạn nhé, 42.000 km, 4.2 vạn. Xe sản xuất năm 2015, chạy 4.2 vạn, tức là mỗi năm đi khoảng được 1 vạn thôi. Đấy, tức là gầm bệ rất là ok. Số má, đây đề ba, số má chuyển rất đều. Đối với dòng Toyota mà như thế này là đi là khá là ok rồi. Gầm bệ như này là ô tô Altis rồi, cái này nó là dòng cao cấp rồi. Đấy, mình đề ba các bạn có thể thấy tiếng
lốp miếp ở trên đường. Mình đề ba là rất mạnh luôn, động cơ cực kỳ khỏe luôn. Chiếc xe này Dũng Audi đang chào bán với giá là 585 triệu đồng. Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Quý vị nào chưa đăng ký kênh vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để nó hiện lên quả dâu, hai cái dâu ở trên đầu quả chuông, thì quý vị sẽ nhận được thông báo mỗi lần mình quay video clip, hoặc là mỗi lần mình live stream báo giá trực tiếp, mỗi lần mình up chi tiết, up video chi tiết về một chiếc xe, thì quý vị sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Tránh cái trường hợp là quý vị xem lại những video clip cũ, quý vị sẽ luôn luôn là người đầu tiên và nhanh nhất nhận được thông tin từ Dũng Audi. Quý vị nào cần tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0855 966 966 ạ. Đây là cái đường ổ trâu, ổ voi để thử gầm xe của Dũng Audi. Quý vị nhìn thấy chỉ nghe tiếng lốp thôi đúng không ạ? Rất là chắc luôn, đường rất xấu, đường này cực xấu, toàn container chạy, đường rất xấu luôn, container chở đá chạy, đường rất xấu nhưng mà ok. Quý vị hãy vui lòng liên hệ trực tiếp qua cho Dũng Audi ạ, số điện thoại 0855 966 966. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý khách luôn luôn đồng hành cùng ủng hộ Dũng Audi ô tô của Hải Dương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.